Nhìn trên tàu của chú anh chị nhé. Video ngày hôm nay Nhân sẽ chạy từ cổng chính của dự án cáp treo của sinh mình vào tới vị trí lô đất luôn, để cho cô chú anh chị mình tự đi xem cũng như là mình tham khảo được cái vị trí chính xác của lô đất của mình nhé. Dự án cáp treo của sinh của mình thì nó nằm ở xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Cô chú anh chị mình nếu như mình đi từ cái hướng Sài Gòn xuống thì mình đi đường Phan Văn Hớn hoặc là đường Nguyễn Văn Bứa. Rồi mình đi xuống cầu lớn thôi chú chị, cầu lớn đường Nguyễn Bứa, rồi đi theo đường tỉnh lộ 9. Nói chung là để mà chính xác nhất và dễ nhất là cô chú chị mình cứ gõ trên Google Maps là khu dân cư Cát Tường Phú Sinh, là nó sẽ chỉ cho cô chú chị mình vị trí chính xác luôn. Đây đường trục chính TC2 nè, bây giờ Nhân sẽ rẽ đường trục chính TC3. Đường trục chính TC3 là một trong những đường trục chính của dự án cáp treo Phú Sinh, và nó rất là sầm uất, kinh doanh mua bán rất là nhiều. Đây là cái quỹ đất của trung tâm thương mại An Phú Sinh, rộng 1,7 hecta. Đây tới vị trí lô đất của mình luôn. Vị trí lô đất của mình rất là dễ tìm cũng như là rất là đẹp nha chú chị, ở hoặc là kinh doanh đều tuyệt vời. Nó đây là quán cà phê góc phố nè, đó là văn phòng của Nhân. Đây là cái vị trí lô đất của mình, nó sẽ từ cái cột mốc này, cột mốc có sẵn luôn, mình qua tới cái cột mốc bên đó là ngang 5m, mình sâu vào là 20 nha chú chị. Tổng trong sổ của mình là nó 103m², thì nó hơi xéo xéo một xíu, 103m² nha. Và cái vị trí của lô đất này á, ở đây là mình thấy nó có cây hai cây cột điện đôi nè, thì ở đây là cái lô gốc rồi, cột điện đôi này thì nó nằm ở phía lô gốc của mình, nó không có ảnh hưởng gì hết, mình nó từ đây thôi, đó mình qua tới đây. Trước đất mình có một cái cây xanh rất là to nè. Thứ nhất là nó đã là hướng bắc là một trong những cái hướng là nó rất là mát mẻ luôn chú chị, mà nó thêm có một cái cây to nè, mình thấy không, nó che luôn nguyên cái khu vực này nè, nó làm cho ví dụ như chú chị mình buổi chiều tầm khoảng gần 4-5 giờ mình ra đây mình ngồi là thoải mái vô tư luôn, mát mẻ lắm. Còn đây đối diện bên kia là cái dự án của một chủ đầu tư khác, nó cặp bên Phú Sinh của mình, nó nằm sau cái rào này nè, thì cái đó là dự án khác nên mình không bằng tính tới ha. Cái vỉa hè của mình sở hữu được tới 3m nè, thứ nhất là vỉa hè 3m nè, thứ hai là vị trí lô đất mình đẹp, mà đặc biệt là nó ngang 5 nữa, ngang 5m thì cô chú anh chị mình thiết kế nhà rất là dễ, rất là sướng luôn. Đó, thiết kế là cầu thang bố trí như thế nào cũng được hết, rồi mình xây như thế nào nó cũng rộng hết đúng không chị. 520 là một cái diện tích rất là kinh khủng. Ví dụ như mình xây nhà nè, tầm tài chính mình vừa thì mình xây nhà cấp 4 thôi, mình ở cũng được. 520 mình xây hai phòng ngủ, một phòng khách, hai phòng ngủ, một phòng bếp, là vẫn thoải mái vô tư. Đất thì cao ráo sạch sẽ sẵn rồi, giờ cô chú chị mình mua là mình về xây dựng liền, không có tốn thời gian nào để mà san lấp nữa. Nó đây là đường trước nhà nè, rộng rãi thoải mái, đường nhựa, nước thì nước máy, nó có ống nước rồi sẵn hết rồi, về mình xây dựng là mình câu vô mình xài thôi. Đó là vị đất của trung tâm thương mại An Phú Sinh, rộng 1,7 hecta. Nó mà nó làm một cái thì cái giá trị đất ở đây kinh khủng. Đó đây là ngã tư nè, đây đường trục chính TC3, đây thẳng vô dân cư. Còn đi theo đường trục chính TC3 qua bên kia là cũng của các tàu Phú Sinh mình luôn. Các tàu Phú Sinh mình rộng là nó tới 107 hecta lận. Đó đây quán cà phê góc phố, buổi sáng rồi cà phê là đông lắm. Đó đây quán ăn sáng nè, quán ăn sáng hủ tiếu nè, đằng kia là bán mì quảng nè, nó bên đây là tạp hóa nè, sửa xe nè, nó đây là vườn lan, lan đột biến, đó văn phòng của Nhân nè, Nhân trùm nhà đất kế bên đây luôn. Đó mình qua cầu là qua bên kia là khu dân cư, tiếp tục khu dân cư của mình nữa, rất là rộng lớn. Đây vị trí đất của mình, đây nhìn vào rất là thoáng nha. Và đặc biệt ở cái giá thì hiện tại là chủ đất đang kêu cái giá là 1.750.000.000, là tính ra là nó chỉ có 17.500.000 thôi, chưa tới 7.500.000. Với cái vị trí của những cái lốc này nè, nó không, bây giờ Nhân nói cho dễ đi, trong này nó có một lô nhưng mà nó chỉ có ngàn năm dài 15.500.000 thôi, tại vì cái lốc này nó hơi xéo, lốc này xéo nè, ví dụ ở đây lớn nè,
lô kế bên mình nó nhỏ lên xíu, nhỏ vô tới trong là nó còn có ngang, có sâu vô nó khoảng 14 mét thôi đó, trong đó giờ 5 15.5 chứ 5 15 rưỡi á, là người ta kêu đã là 1 tỷ 7 rồi, của mình tới 5 20 rồi không, mà 1 tỷ 7 50 thì tính ra nó có 17 triệu rưỡi, chưa tới 7 triệu rưỡi. Bây giờ nhân so sánh nhẹ thôi cho chú chị mình, còn khu vực này, vòng vòng khu vực này giờ nó phải 20 triệu, 20 trên 20 triệu hết rồi. Hiện tại thì bây giờ thì nói về cái giá cả đó, những cái lô mà ngọt là đang xuất hiện, đang từ từ với cái giá này là tuyệt vời cho cô chú chị mình, nếu ở là không bàn tới nữa, cái vị trí này quá tuyệt vời, ở rất là sung sướng, đối diện qua không có ai làm phiền mình hết. Mặc dù là đó là một khu dân cư đó, nhưng mà đây là nó cũng có đất á, nhưng mà nó quay qua mặt bên kia, nó không có quay lại mặt lại dưới lô đất của mình, nó ở là thoải mái vô tư. Ở đây dân cư đông đó, đường xá này xe lưu thông liên tục. Rồi sổ hồng riêng có sẵn, con chú chị mình mua bán là sẽ công chứng và sang tên liền, không cần phải chờ đợi gì hết nha. Cô chú chị nào mình ưng cái lô đất này, mua để dành, mua để ở, mua để đầu tư, đặc biệt là đầu tư, cứ gọi cho Nhân bao lời luôn. Rồi cảm ơn cô chú chị rất nhiều đã dành một chút thời gian theo dõi video của Nhân nhé. Cô chú chị mình nhớ nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi được nhiều video sau nữa. Bây giờ Nhân xin chào và hẹn gặp lại.